Chùa xá lời giọng hồi chuông cảnh tình, khi muôn sao lấp lánh ngoài thiền lâm, cửa từ bi thoang thoảng nén hương trầm, đêm quyện diệu linh linh hồn Phật tử. Tiếng chuông chùa xá lời dư âm gợi cảm hoài, vào đây quỳ trước Phật đài quỳnh lương chờ tình, theo hồi chuông nước mắt của tôi bỗng dưng trào tuôn chan chứa, khi nhớ đến những tấm gương hy sinh cao cả, dù trong đắng ngàn cay không nản dạ kẻ tu hầm. Kiếp sống màng chiếu ý nguyện chưa hầm, biết rằng hiến thân vì Phật pháp như máu thịt này thì ai cũng như ai. Theo ngọn lửa từ bi hồn quét phiêu diêu về đến nơi được như Phật, để cầu nguyện cho Phật tử tăng ni sớm thoát qua chuỗi ngày khổ đau. Ngọn lửa từ bi đã thiêu hủy xác thân của những người tu niệm, thì một triều đại vô lớn cùng chết liền lần quy quyền. Ai đã làm cho máu dường an thiền, hồi chuông đại đọc bằng tiếng xiềng xích hai đằng quá trong tam quán, lá vàng vô lá tả bay theo như những giọt lệ từ cổ hương. Tôi qua trong não nề cay đắng, mà vàng tâm hồn như chân nắng niềm đau. Hương đạo hạnh đưa đàn
cặp phương qua bước vào đây hãy gác bỏ ngoài tay nỗi niềm thế sự để chim ngưỡng đấng từ bi đang ở giữa liên đài. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.